Trong căng tin trường, nữ đầu gấu trường bắt nạt một nữ sinh. Nam sinh mập ở đối diện không thể tiếp tục nhìn được, nghiêm khắc của trách mấy người. Nhưng đối phương không hề ngừng tay, ngược lại còn cười ồ lên. Một nam sinh bước tới trước mặt cậu ta nói, lúc tan học thì đừng về. Nhưng cậu ta không hề biết, Jong Hee-un trước mắt đã không còn là kẻ hèn nhát trước đây nữa rồi. Pan So là đại ca của băng xã hội đen, có xe sang nhà đẹp, có rất nhiều đàn em, uy danh lẫy lừng trong giới giang hồ. Hôm nay ông ta đứng ở bên đường gọi điện thoại, một bóng người ngã xuống từ trên cao. Pan So né tránh không kịp, đã bị rơi trúng và ngất xỉu. Lúc tỉnh lại đã ở trong bệnh viện. Pan So nhìn sang phòng bệnh bên cạnh, lại phát hiện mình đang nằm bất động trên giường. Trong lòng Pan So chỉ toàn nghi ngờ. Lúc này một ông chú xông tới, ôm ông ta nói, con trai, bố là bố của con. Pan So đang định nổi cáu, liền nhìn thấy gương. Bộ dạng đẹp trai vốn dĩ, đã trở thành một tên mập. Pan So sờ lên khuôn mặt lạ lẫm, kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Hóa ra, chủ nhân vốn dĩ của cơ thể này, chính là Jong Hee-un rơi xuống tầng và trúng người mình. Khoảnh khắc Jong Hee-un ngã trúng ông ta, hai người đã hoán đổi cơ thể. Pan So không thể chấp nhận sự thực này. Này, ông ta về nhà, người vợ giật mình, coi ông ta là kẻ trộm đột nhập để cướp bóc. Pan So ra sức giải thích, nhưng vợ hoàn toàn không nghe, hoảng loạn báo cảnh sát, còn rút kiếm ra. Hai người đang giằng co thì cảnh sát đi tới, bắt Pan So. Pan So về lại phòng bệnh, nhảy lên cơ thể vốn dĩ của mình. Ông ta muốn cướp lại cơ thể. Cảnh này đã bị Man Chan là thuộc hạ của ông ta trông thấy. Man Chan bắt lấy ông ta định đánh, may mà y tá đã kịp thời đi tới, kéo hai người ra. Pan So hết cách, chỉ có thể đi theo bố của Jong Hee-un về nhà. Ngày hôm sau, Pan So tới trường của Jong Hee-un, muốn điều tra rõ chân tướng cậu ta rơi xuống tầng. Pan So đi vào lớp học, các bạn học đều rất ghét ông ta. Ông ta chọn bừa một vị trí ngồi xuống. Nam sinh ngồi bên cạnh lại giơ ngón giữa với ông ta. Pan So không có tâm tư để so đo với lũ nhãi ranh. Buổi trưa, ông ta đến căng tin ăn cơm. Mấy nữ sinh đang bắt nạt Hee-un Jung nữ sinh cùng lớp. Bọn họ đổ nước ngọt vào trong cơm của Hee-un Jung, còn mang cơm thừa đổ lên người Hee-un Jung. Pan So không thể tiếp tục nhìn được, lớn tiếng quở trách nhóm học sinh này. Đối phương không những không ngừng tay, ngược lại còn cười ồ lên. Một nam sinh rất kiêu ngạo bước tới nói, lúc tan học đừng về. Sau khi tan học, nam sinh đợi ông ta ở cổng. Pan So bước tới, nam sinh không biết, người trước mắt không phải Jong Hee-un để mặc cho người khác bắt nạt của ngày trước nữa rồi. Đầu gấu trường bị đánh ngây ra. Sau khi Pan So đi, cậu ta còn không dám tin là Jong Hee-un ngày trước ai cũng bắt nạt được, sao đột nhiên lại trở nên mạnh như thế. Ngày hôm sau, đầu gấu trường lại tìm tới bạn cùng bàn của Jong Hee-un, chuẩn bị đánh cậu ta. Không ngờ, lại gặp được Pan So đang đi vệ sinh. Pan So xông ra trực tiếp hút văng ba người, còn tiện tay cướp được điện thoại của đầu gấu. Buổi tối về tới nhà, ông ta tìm được đoạn ghi hình từ trong điện thoại. Hóa ra Hee-un Jung là bạn học mà Jong Hee-un vẫn luôn thầm thích, Hee-un Jung cũng là đối tượng bị bắt nạt ở trong trường. Hôm đó, các đầu gấu bắt Hee-un Jung lên sân thượng, còn treo giày của cô lên trên anten. Đầu gấu sỉ nhục Jong Hee-un, bắt cậu phải đi lấy giày xuống. Jong Hee-un làm theo, cậu leo lên tay vịn, không ngờ cậu đột nhiên mất đi trọng tâm, rơi xuống từ trên tầng, và phải Pan So. Pan So biết được chân tướng lại quay lại bệnh viện, tìm tới Man Chan là thuộc hạ. Man Chan tưởng rằng Jong Hee-un quay lại gây chuyện, giơ nắm đấm lên định đánh ông ta. Trong phòng bệnh của đại ca băng xã hội đen, đột nhiên có một học sinh cấp 3 xông vào, chính là Jong Hee-un trước đó đã rơi vào và khiến ông ta bị thương. Man Chan vẫn chưa biết, linh hồn của đại ca mình đã bị hoán đổi với Jong Hee-un trước mắt, giơ nắm đấm lên định đánh, lại bị ông ta nhẹ nhàng hạ gục. Pan So giải thích cả câu chuyện với Man Chan. Man Chan cảm thấy ông ta đang chém gió, hoàn toàn không tin. Pan So lập tức nói rõ ràng về lai lịch của ông ta. Man Chan nghe xong liền há hốc miệng. Đối mặt với đại ca lạ lẫm, ông ta vẫn canh cánh trong lòng. Không được phép ăn. Ngày hôm sau, lúc tan học, Pan So và Hee-un Jung cùng nhau về nhà. Sau khi nhìn thấy mẹ của Hee-un Jung, trực tiếp kinh ngạc. Mẹ của Hee-un Jung lại là tình đầu Mi-sun của ông ta. Pan So bất giác gọi tên của Mi-sun. Mi-sun cảm thấy ông ta hỗn xược, đánh đuổi ông ta. Trên đường về nhà, Pan So nhớ lại quá khứ ngọt ngào cùng với Mi-sun. Đột nhiên ông ta nghĩ tới một khả năng. Ông ta cử Man Chan lấy tóc của mình, rồi nhân cơ hội lấy tóc của Hee-un Jung để đi giám định DNA. Kết quả ông ta đã đoán đúng. Hee-un Jung là con gái ruột của ông ta. Pan So tìm Mi-sun, nói với bà ta chuyện Hee-un Jung bị bắt nạt ở trường. Mi-sun nghe xong liền khóc. Hóa ra Pan So là một người đàn ông tồi tệ. Năm đó vì muốn làm đại ca của băng đảng xã hội đen nên đã vứt bỏ Mi-sun, lấy con gái của một ông chủ tập đoàn tài chính nào đó. Mi-sun không muốn làm lỡ tiền đồ của Pan So nên đã che giấu chuyện mình mang thai. Một mình ngậm đắng nuốt cay nuôi Hee-un Jung khôn lớn. Còn Hee-un Jung vì không có bố nên đã chịu ức hiếp. Sau khi Pan So biết được tất cả, không ngừng thổn thức, quyết tâm ra tay giúp con gái. Pan So kéo Hee-un Jung tới phòng gym, còn tìm Man Chan tới để dạy Hee-un Jung đánh nhau. Hee-un Jung có tư chất thông minh nên tiến rất nhanh. Pan So cũng thông qua huấn luyện cực khổ, đã loại bỏ được mỡ thừa trên bụng. Trong một tháng ngắn ngủi, ông ta đã thay đổi, trở thành nam sinh được hoan nghênh nhất trong trường. Một ngày, bố của Jong Hee-un bị người cho vay nặng lãi chặn ở trong ngõ. Pan So tình cờ đi qua, tiến lên giáo huấn bọn họ, nhưng bố lo lắng con trai bị thương, liền ôm lấy ông ta. Hai người ngã xuống đất, bị đánh đập một trận.
Phan Xô đỡ bố của Jong Hee-un về nhà, còn nấu cháo cho ông ta, sau đó ông ta còn bảo Man Chan xử lý chuyện này. Trong công ty cho vay, những người này không biết mình đã chọc giận phải người không nên chọc giận, còn cầm dao ngông nghênh với Man Chan. Man Chan nhẹ nhàng giải quyết được lũ côn đồ, còn xóa được món nợ của bố Jong Hee-un. Buổi trưa ngày hôm sau, nữ đầu gấu lại tìm tới Hee-un Jung, động tay động chân với cô. Bọn họ vẫn không biết, Hee-un Jung đã không phải là cô gái mặc kệ cho người ta bắt nạt ngày trước nữa. Chỉ vài phát cô đã khống chế được nữ đầu gấu, hung dữ giáo huấn bọn họ. Phan Xô bên cạnh cười vui vẻ. Buổi tối, lúc Phan Xô đến quán ăn của Mi-sun để ăn cơm, có vài vị khách không mời mà tới. Một gã say rượu vỗ mông Mi-sun, Phan Xô nhìn thấy liền phẫn nộ, không màng tới sự ngăn cản của Mi-sun, bật chế độ chiến đấu. Những kẻ say rượu này hoàn toàn không phải là đối thủ của ông ta. Sau vài hiệp, bọn họ đã bị đánh thoi thóp. Thấy sắp xảy ra án mạng, Mi-sun mau chóng ngăn cản ông ta lại. Người đàn ông trước mắt, ngoài tướng mạo ra, quả thực là giống y hệt người đó. Phan Xô đã thẳng thắn tất cả với bà ta. Biết được Jong Hee-un trước mắt lại là Phan Xô, bà ta nhất thời không thể chấp nhận, đuổi ông ta đi. Phan Xô không hề từ bỏ, ngày hôm sau ông ta lại hẹn Mi-sun tới quán cà phê. Mi-sun của trách sự tuyệt tình của ông ta trước mặt mọi người. Lúc định rời khỏi, lại bị ông ta kéo lại. Toàn bộ mọi người đều ngạc nhiên há hốc miệng. Một người phụ nữ trung niên lại bị học sinh cấp 3 cưỡng hôn. Mi-sun ngây ra một lúc, liền vung một cái tát. Hai người vẫn chưa biết, con gái của bọn họ được anh khóa trên vẫn luôn thích thầm mời đi tham gia buổi tiệc sinh nhật. Trong một căn biệt thự sang trọng, anh khóa trên vốn dĩ luôn nho nhã lịch sự, lúc này trong miệng lại chỉ toàn là lời lẽ tục tĩu. Không chỉ như vậy, anh ta còn đổ một bát rượu lớn lên đầu Hee-un Jung. Tiếp đó, Hee-un Jung bị mấy người đàn ông hèn hạ bao vây. Hee-un Jung đi tham gia buổi tiệc sinh nhật của anh khóa trên, không ngờ anh khóa trên lại là tên cầm thú. Anh ta ép Hee-un Jung uống bát rượu lớn trước mặt mọi người. Sau khi Hee-un Jung từ chối, anh ta lập tức lộ ra bộ mặt thật. Hee-un Jung bị ướt nhẹp, lũ côn đồ bên cạnh vây cô vào giữa, từng bước xích lại gần. Thời khắc quan trọng, Phan Xô kịp thời đi tới. Lũ côn đồ vây tới, bọn họ không biết thân phận thực sự của cậu học sinh cấp 3 trước mặt này là bố của Hee-un Jung. Ông ta là một đại ca xã hội đen, đã bị hoán đổi cơ thể với cậu học sinh cấp 3 này. Phan Xô cứu Hee-un Jung, nhưng ông ta không biết, Hee-un Jung đã bị ông ta mê hoặc. Ngày hôm sau, Hee-un Jung tìm ông ta, đề nghị muốn làm bạn gái của ông ta. Phan Xô suýt nữa hộc máu, con gái lại yêu mình. Ông ta liền từ chối và bỏ đi. Hee-un Jung về tới nhà, nói với mẹ chuyện mình tỏ tình với Phan Xô. Mi-sun nghe xong cũng suýt nữa hộc máu. Bà ra sức ngăn cản, nhưng lại không biết nên giải thích thế nào với con gái. Ngày hôm sau, bà ta đến trường tìm Phan Xô, mắng chửi ông ta là đồ cầm thú, đến cả con gái mình cũng không chịu buông tha. Phan Xô giải thích rằng ông ta chỉ là muốn giúp con gái, không ngờ con gái lại hiểu lầm mình. Lúc này, Phan Xô tình cờ ngang qua. Phan Xô nhân cơ hội nói với Hee-un Jung, xin lỗi, người tôi thích là mẹ cô. Hee-un Jung kinh ngạc, mẹ lại cướp bạn trai với mình. Cô không màng tới lời giải thích của Mi-sun, phẫn nộ chạy đi. Lúc này, Jong Hee-un đã tỉnh lại trong bệnh viện, chạy về nhà tìm bố, khiến ông ta giật mình. May mà Phan Xô đã kịp thời về tới, giải thích một lượt ngọn nguồn. Sau đó, Phan Xô đưa Jong Hee-un tới quán ăn của Mi-sun. Không ngờ, kẻ thù không đội trời chung của ông ta là đại ca Giang nghe thấy Phan Xô đã tỉnh lại đã đưa một nhóm côn đồ tới đây, chuẩn xử lý ông ta. Jong Hee-un chưa từng thấy chuyện như vậy, trong chớp mắt liền sợ hãi, không ngừng xin tha. Trong lòng Phan Xô rõ, lần này đại ca Giang sẽ không thể nào bỏ qua cho mình, ông ta lại bật chế độ chiến đấu. Cho dù Phan Xô biết chiến đấu, nhưng lại không địch lại nổi đông đảo kẻ địch. Đại ca Giang nhân cơ hội đánh lén. Lúc định kết liễu ông ta, Mi-sun vác bình ga xông ra, bà ta mở van, lấy bật lửa ra, uy hiếp rằng sẽ chết cùng với đại ca Giang. Đại ca Giang thấy bà ta không giống như đang đùa, liền sợ đến mức nhanh chóng trốn đi. Sau khi trải qua chuyện này, Mi-sun và Phan Xô cuối cùng cũng xóa bỏ được hiềm khích. Một bên khác, bố vợ của Phan Xô đã điều tra rõ chân tướng ông ta bị hãm hại. Hóa ra con gái của ông ta vì tài sản của ông ta mà không từ mọi thủ đoạn để cấu kết với người ngoài, hãm hại Phan Xô. Bố vợ căm hận sự ác độc của con gái, quyết định tặng toàn bộ tài sản cho con rể, khiến con gái phải ra đi với bàn tay trắng. Bên ngoài biệt thự, Phan Xô đeo tai nghe, chỉ huy từ xa bảo Jong Hee-un bước vào biệt thự, nhưng vợ của Phan Xô đột nhiên gây khó dễ, nói Phan Xô là một người đàn ông tồi tệ, đã giấu mình có một đứa con gái. Bố vợ tức giận hỏi Jong Hee-un chuyện này là như thế nào. Trong lúc nguy cấp, tai nghe của Jong Hee-un lại mất tín hiệu. Trong lúc cấp bách, Jong Hee-un đã tự ý thừa nhận tất cả, còn tự ý ra quyết định thay cho Phan Xô, từ bỏ toàn bộ tài sản không có chuyện gì hạnh phúc hơn là được sống cùng với người thân yêu.
Mấy năm nay Panso vì lợi ích mà không từ thủ đoạn, đến cuối cùng còn không có nổi một mái nhà ấm áp. Nghe xong những lời này của Jong Hee-un, ông ta cuối cùng đã từ bỏ ý định tham lam, cũng buông tha cho bản thân. Lúc gặp lại, Jong Hee-un vốn tưởng rằng mình sẽ bị đánh, nhưng Panso lại ôm chặt lấy cậu ta. Lúc này, vợ của Panso tình cờ đang lái xe ra khỏi cửa, nhìn thấy hai người ôm nhau, cô ta tức giận, đạp mạnh ga và húc bay Panso. Sau đó, Panso được đưa tới bệnh viện, cơ thể của hai người lại bị hoán đổi. Vài ngày sau, Jong Hee-un về lại trường, phát hiện mình đã trở nên được mọi người hoan nghênh. Tên côn đồ đã từng bắt nạt cậu ta lại cung kính với cậu ta. Hee-un Jung là nữ sinh cậu ta yêu thầm, cũng trở thành bạn gái của mình. Còn Panso cũng cải tà quy chính, không còn làm đại ca xã hội đen. Ông ta và Mi-sun đã mua lại một cửa hàng, chuẩn bị mở một tiệm ăn vặt. Thuộc hạ trước đó cũng tới làm bốc vác. Cả nhà hạnh phúc sống cùng nhau. Câu chuyện tới đây là kết thúc. Trong bộ phim, đại ca xã hội đen vì tiền mà vứt bỏ tình yêu. Nhưng điều khiến ông ta khó quên nhất vẫn là bát mì lúc hẹn hò cùng với tình đầu. Tôi nghĩ, khi không thể dung hòa giữa bánh mì và tình yêu, chúng ta có thể trung thành với bản thân, dựa theo quan niệm về giá trị và sở thích của mình để hành động một cách chân thực. Nhất định sẽ có một lựa chọn, sẽ khiến bạn không hối hận cũng không áy náy từ tận sâu trong tâm hồn. Trong thời đại vật chất này, chọn bánh mì hay là tình yêu đều không sai. Người sống cuộc sống chân thực là người hạnh phúc nhất.